Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về vụ việc cá chết hàng loạt trên sông Bè, đoạn chảy qua xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Sơn Động đã đứng ra thừa nhận cá chết hàng loạt là do nước thải của trang trại chăn nuôi lợn có quy mô hơn 20.000 con gây ra và cho rằng đây là sự cố môi trường. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà trang trại này gây ô nhiễm môi trường. Trong quá trình tìm hiểu thực tiễn tại đây, phóng viên VTC14 cũng đã phát hiện nhiều bất thường trong việc xử lý sự cố môi trường này của chính quyền địa phương cũng như của doanh nghiệp. Hãy cùng với chúng tôi phân tích các bất thường này trong phóng sự ngay sau đây. Trang trại lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Sơn Động có công ty mẹ là công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát, thường được người dân gọi tắt là trại lợn Hòa Phát, có diện tích 67 hectare, được ví như lòng chảo bởi bao quanh là đồi núi. Được biết, công ty chỉ có hai cống thải duy nhất được đấu nối với suối Mùng và sông Bè. Chúng tôi đã đầu tư hai hệ thống xử lý nước thải ở trong khu vực trại bầu và một khu vực và trong trại hạ. Trại bầu thì với quy mô với lượng chất thải thải ra là 88 khối một ngày, chúng tôi đã xây dựng hệ thống là năng lực xử lý là 230 mét khối một ngày đêm, và khu chăn nuôi lợn thịt là khu hạ với lượng nước thải dự kiến là 470 mét khối một trên ngày, và chúng tôi cũng đã đầu tư xây dựng là 990 mét khối trên một ngày đêm, và hệ thống có trạm quan trắc online, camera cứ 5 phút truyền về dữ liệu Sở Tài nguyên Môi trường một lần, và hệ thống chúng tôi luôn được kiểm soát. Và điểm xả thải của công ty có hai điểm duy nhất có biển ghi tọa độ vị trí được cơ quan chức năng cấp phép. Khẳng định chắc nịch này liệu có đủ tạo lòng tin cho người dân hay không, khi mà qua khảo sát lại cho thấy một thực tiễn rất khác. Dù bao quanh trang trại là địa hình đồi núi, sông suối không dễ dàng để di chuyển, có một số điểm phóng viên chưa thể tiếp cận, nhưng đã ghi nhận được trang trại có nhiều hơn hai điểm xả được đấu nối ra phía bờ sông Bè. Trong số này có những điểm xả nước thải có màu vàng đậm, mùi hôi thối. Chưa nói những đường ống như thế này không rõ nhằm mục đích gì cũng được nối từ phía trang trại ra bên ngoài. Dưới họng ống vẫn còn thấy cả những vệt nước chảy hay thậm chí đọng lại cả những dấu tích nước bẩn như thế này. Trước những thực tiễn ghi nhận được, thì đây là lời giải thích của đại diện doanh nghiệp. Việc thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về điểm xả thải. Tuy nhiên thì trong cái địa hình đồi núi và cái chênh lệch địa hình nó rất nhiều, và chúng tôi sẽ lắp nhiều cái đường ống xả thải, xả để điểm chảy xả nước mặt theo những cái mùa mưa nó tránh bị đọng úng và vỡ. Các cái điểm chúng tôi đều có trên bản vẽ và có những cái điểm báo cáo đầy đủ những điểm đấy. Báo cáo trên báo cáo DTM. Tuy nhiên, đề nghị được tiếp cận với báo cáo đánh giá tác động môi trường của phóng viên đã bị ông Trường từ chối. Vì thế, việc những họng xả này tồn tại có khớp với các phương án được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng có thể thấy, nó đã đi ngược với điều mà ông Trường khẳng định chắc nịch trước người dân thôn Hạ. Quay trở lại với việc cá chết hàng loạt trên sông Bè do nước thải của trại lợn, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn và huyện Sơn Động cho rằng đây là sự cố môi trường. Nhưng phản ứng của các bên trước sự cố môi trường khiến chúng ta phải đặt nhiều dấu hỏi. Theo đại diện lãnh đạo huyện Sơn Động, sự cố môi trường xảy ra vào 15 tháng 2, nhưng phải đến ngày 18 tháng 2, chính quyền địa phương mới nắm bắt được thông tin. Bởi vì là chính quyền chúng tôi là không được cái nhận thông tin từ phía doanh nghiệp. Doanh nghiệp là cũng không thông tin, không báo cáo chính quyền. Mà cái này là do người dân người ta phát hiện. Cái này do tổ dân phố, thôn bản người ta báo cáo lên. Đấy, sáng ngày 18 rồi. Sáng ngày 18 thì người ta lập lán. Ngày 17 thì người dân phát hiện ra. Ngày 15 thì
thì bắt đầu xảy ra sự cố. Chính xác là các anh phát hiện vào ngày 18 tháng 17. Khi mà người dân lập lán rồi thì là 68. 68. Công ty không báo cáo có thể là nguyên nhân cho việc chậm trễ nắm bắt thông tin. Thế nhưng theo doanh nghiệp, trang trại lợn đã được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải online đấu nối về Sở Tài nguyên và Môi trường. Vậy câu hỏi đặt ra là hệ thống quan trắc này vì sao đã không thể phát hiện được sự cố môi trường dẫn đến việc cá chết hàng loạt trên cả một khúc sông dài vài cây số. Xót xa vì môi trường sống bị xâm hại nghiêm trọng, lo ngại sức khỏe của hàng trăm hộ dân ở thôn Hạ và có thể nhiều địa phương hơn nữa đang bị tác động trực tiếp từ sự ô nhiễm của sông Bè. Người dân đã phải lập lán trại phản đối tại lối vào của trang trại. Mong mỏi của tất cả những người dân nơi đây chỉ đơn giản là pháp luật về bảo vệ môi trường được thực thi. Môi trường được bảo vệ theo đúng tinh thần, không đánh đổi môi trường, lấy phát triển kinh tế. Theo thông tin nêu trong tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau mới gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị hỗ trợ kinh phí làm các dự án đầu tư phòng chống sạt lở bờ biển trong giai đoạn 2011-2021. Sạt lở làm mất khoảng 5.251 ha rừng ven biển, tương đương diện tích của một xã trong tỉnh. Trong 10 năm, sạt lở làm mất 5.251 ha rừng ven biển, tỉnh Cà Mau kiến nghị hỗ trợ 970 tỷ đồng xây dựng công trình phòng chống. Nếu được thông qua, địa phương xây các công trình chống sạt lở đặc biệt nguy hiểm, dài gần 18 km, ở khu vực cửa biển Hốc Năng, huyện Ngọc Hiển, bờ biển đoạn kênh 5 đến kênh Chùm Gọng, huyện Ngọc Hiển. Nhiều năm qua, tỉnh Cà Mau đã xây dựng gần 58,5 km kè bờ, bảo vệ với tổng kinh phí là 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, với tốc độ sạt lở ngày càng gia tăng, Cà Mau cần xây dựng thêm công trình bảo vệ bờ biển với chiều dài là 132 km. Trong những ngày gần đây, tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình liên tục nhận được nhiều phản ánh về việc xuất hiện các điểm hằn lún gây mất an toàn giao thông. Liên quan tới vấn đề này, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đã vừa lên tiếng thừa nhận và cho biết sẽ khắc phục xong trong vài ngày tới. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết thời gian qua đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời khắc phục các điểm hằn lún. Tuy nhiên hiện nay trên tuyến vẫn có khoảng 7 điểm bị hằn lún và đang triển khai sửa chữa bù lún. Tiến độ thực hiện chỉ khoảng vài ba ngày nữa là xong. Liên quan tới vấn đề này, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có văn bản yêu cầu VEC khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình khi nhiều điểm lún vẫn chưa được khắc phục kịp thời. Đề nghị đơn vị tiếp tục kiểm tra, rà soát các nội dung bất cập khác để khắc phục và sửa chữa nhanh chóng. Cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình có chiều dài 50 km, điểm đầu tại km 210 trên quốc lộ 1 thuộc Hà Nội, điểm cuối tại km 260+30 trên quốc lộ 10 đoạn nối Ninh Bình – Phát Diệm. Có quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ xe chạy thiết kế từ 100 đến 120 km/h.